Với mục đích tạo môi trường lành mạnh, vui tươi để các em học tập, rèn luyện, các liên đội trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức hoạt động nhằm tạo sức hấp dẫn, thu hút đội viên, thiếu nhi tham gia. Không chỉ góp phần nâng cao vai trò của tổ chức đội trong nhà trường, các phong trào hoạt động đội còn góp phần giáo dục toàn diện học sinh. Ghi nhận tại trường tiểu học Bắc Cường, thành phố Lào Cai, đơn vị 5 năm liền đạt danh hiệu liên đội mạnh cấp tỉnh. Một giờ ngoại khóa của các em học sinh lớp 4. Hôm nay các em được tham gia trò chơi tìm hiểu về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Những kiến thức tuy không mới, nhưng bằng cách thể hiện mới mẻ, sinh động, các em rất hào hứng tham gia. Em cảm thấy rất là vui khi em biết được kiến thức về ngày thành lập đội và em cũng cảm thấy rất tự hào khi mình cũng là một đội viên trong đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Không chỉ tổ chức những hoạt động ngoại khóa lành mạnh, phong trào hoạt động đội tại trường tiểu học Bắc Cường còn được cụ thể bằng những công trình phần việc măng non ý nghĩa. Hơn nửa năm đi vào hoạt động, ngôi nhà kế hoạch nhỏ này đã gây được nguồn quỹ hơn 1 triệu đồng. Nhưng điều ý nghĩa hơn là công trình đã tạo cho các em học sinh ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Khi gây nên ngôi nhà kế hoạch nhỏ đã giúp cho các bạn biết bảo vệ môi trường hơn, không xả rác bừa bãi nữa. Ngoài là mình có thể bảo vệ được môi trường, chúng cháu cũng có thể quyên góp và giúp đỡ các bạn học sinh ở trên vùng cao. Trường tiểu học Bắc Cường hiện có hơn 1.800 học sinh. Năm học vừa qua đã có hàng trăm lượt học sinh đạt thành tích tại các cuộc thi như ASMO, IOE, đấu trường VOEDU, kể chuyện tiếng Việt, tiếng Anh và các giải thi đấu thể thao, nghệ thuật cấp thành phố, cấp tỉnh. Việc thường xuyên được trải nghiệm, vui chơi, rèn luyện trong các phong trào, hoạt động của đội là nền tảng để các em bộc lộ năng lực và năng khiếu của bản thân. Em rất là thích tham gia những hoạt động đội. Khi mà tham gia các hoạt động đội thì em cảm thấy rất là vui vẻ và rất là thoải mái sau những giờ học mệt mỏi. Ngoài ra, tham gia các hoạt động đội thì em cảm thấy là em đã kỷ luật hơn, ngăn nắp hơn. Em có thêm rất là nhiều kỹ năng như là kỹ năng nói trước đám đông. Từ việc mà các em học sinh trong toàn liên đội tiểu học Bắc Cường thực hiện tốt cái việc sinh hoạt đội cũng như là tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp thì bản thân các em đã có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng trong học tập để các em tự biết, tự phục vụ, tự học, tự kết nối với bạn bè trong lớp hay là bạn bè trong trường, thậm chí là cả với các trường trên địa bàn thành phố. Các hoạt động đội được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng đã tạo môi trường giáo dục toàn diện, góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách cho các em. Qua đó phát huy hiệu quả của tổ chức đội trong trường học, xứng đáng là nơi học tập rèn luyện của đội viên thiếu nhi trong các trường học.